Chúng ta tiếp tục đến với con game Internet Cafe Simulator 2. Nhớ like cho cái video, đăng ký đi nếu như chưa đăng ký, bật luôn chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào, và comment ngay xuống dưới video này nếu như các bạn muốn mình tiếp tục làm về Internet Cafe Simulator 2. Chiến. Oh, mình vừa thấy vợ mình thì phải. Ê! What the fuck? Em xin phải đi. Mình vừa bấm một cái thằng con mình bay mẹ đâu rồi. Kết thúc tập trước mình nhớ là đứa con mình nó đang còn ngồi bò mà ta là sao không ạ? Chỉ mới tập khoảng 2-3 ngày thôi, tại sao nó lại thành một bé thiếu nhi như vậy được nhỉ? The fuck man. Con vợ thì cũng không thấy nhà luôn. Cái gì ạ? Ôi. Phật, cái đéo gì đây? Con ơi! Về đi con! Ba có thể tự kiếm tiền nuôi con mà con! Mẹ bận thật, cha còn chết đói nói gì đứa con? Đau cái đầu thì cái chứ! Mình là một thằng đàn ông tệ bạc như vậy luôn ấy. Rồi người ta sẽ nhìn vào cuộc đời của tôi và đánh giá tôi là một thằng cha tệ bạc. Con vợ thì bỏ nhà đi, còn bắt đứa con đi à, mẹ còn chùi dép. Không mở cửa đéo đâu mà nhảy nhiệt tình ấy. Ghé qua xem chút thị trường Bitcoin đi nhở. Lần trước mình đang có mua khá nhiều Bitcoin vào cái đồng Litecoin. Để xem là đồng Litecoin nó đang bị trừ 6%. Nếu như mà bây giờ mình all in cho cái đồng Litecoin thì mình sẽ được 4.400 đô. Không xứng đáng cho lắm, cho nên là thôi cứ chờ nó lên giá đi. Bắt đầu một ngày mới thật là bùng nổ cùng với vòng quay may mắn. Jesse Bần lá là hello vị khách đầu tiên của ngày hôm nay nhá. Anh nào mặc áo hồng yêu đời đấy. Ok anh. Hai viên kẹo xong nó đéo nổ hổ nhỉ. Đến nhà ngủ thôi con ơi. Ngày mai không cần phải làm đâu. Bố nuôi con khổ. Thằng con trai mình vẫn không về à? Cá không ăn muối cá ươn, con không nghe cha con ươn hơn cá à? Mày về nhà mày ngủ mẹ mày đi nhanh lên. 30 kèo luôn. Đéo nổ. Nổ. Phạt. Đéo nổ luôn. Được có 15 đô. Úi trời ơi, nổ 15 đô, 18 đô. Ôi trời ơi. 3 cây kẹo lời 15, 18 là nhiêu? 8, 5 là 13 là 33 đô. Ui. Lại còn chạy máy cửa. Anh đéo thấy máy đang cháy à? Bực mình thực sự. Này, ngày giờ mình toàn chơi 20 bit không? Giờ mình nâng tiền lên đây. 50 bit một phát. À khoan, xem cái thị trường chứng khoán coi nào. Đang ở 0%. 4.400. Vẫn là 4.400. Ủa, đéo tăng à? Đùa thề. Cái đồng Bitcoin này đúng lừa luôn ấy. Có mấy thằng ngu thôi nó mới mua cái đồng Bitcoin nó. Chắc những thằng ngu đó nó có mình. Trời ơi, 50 đô một phát quay đéo ra gì luôn. Hai phát quay đéo ra gì luôn. Ba phát quay đéo ra gì luôn. Đéo ra gì luôn. Đéo ra gì luôn. Đéo ra gì luôn. À ra 12 đô.
50 đô đổi với 2 đô. Mà nãy giờ đéo phải 50 đô đâu mà là 500 đô rồi. Hay bên kia. Bạn biển. Đây rồi. Đây rồi. Nổ đi. Mẹ nổ hủ quá. 2 quả táo này thì làm được gì? 2 quả bom đéo là 10 12 quả bom này. Đéo nổ. Một quả bom. Không quả bom, một quả bom. 5 quả bom. Đệt mẹ mày lừa. Ở đây rồi. Ba biết kêu. Mày hãy nổ đi. 37 đô. Lại ba biết kêu. U. Xì. Đây rồi. 120 thế. hai đô ít vậy ta, mà nó còn đéo nổ hủ cơ, thề nổ hủ như bìu ấy, thề 12 đô, 50 đô, 50 đô, bịp vai bìu thề. Game nó bịp tôi rồi các ông ơi. Nó nổ như đuôi bầu thế này thì chết tôi không cơ chứ. Bực thực sự. À, đắp nốt hai cái máy về nhỉ. Ôi, nhìn nhớ nổ hủ hay sao nhỉ? Đúng mẹ thôi. Wow. 1500 đô. Luôn thuê cho nó chuột. Con mình còn chưa về nữa. Alo con ơi, về đi con. Bố mày là tỷ phú mà con mày lại đi đánh giày là như nào con nhở? Con muốn mẹ trải nghiệm cuộc sống của người nghèo à? Sau này con sẽ là chủ quán nét, sẽ nối nghiệp của bố. Sao con lại đi chùi giấy? Ra là giờ mình là người giàu nhất cái khu này rồi các bạn. Một ngày kiếm về vài nghìn đô là chuyện bình thường. Thế mà con vợ nó đéo thèm nhìn mặt mình. Thằng con thì ra đây ngồi đánh giày. Đây rồi! Đây rồi! Là khoảng 1.000 đô rồi con nào! Sao lại có 3 trái bom thôi vậy? 100 trái bom như lúc này con nào! 2 trái bom! 25 đô! 25 đô! Đéo nổ luôn! Đéo nổ! Đây rồi! Lại ba biến kèo! Mẹ một trái bom! 12 đô! Không rồi hả? 12 đô! Đéo được 1 đô! hai mươi đô, 250 đô, mười hai đô, đẹp, nó vẫn đang nổ hủ à? Hay thật đấy. 2, 4, 6, mình đang có 7 cái máy chơi game. Mình làm thêm 3 máy nữa. Ờ. Ô! Ô! Bao nhiêu vậy? Mở to ra để xem đô. Có 12 đô. 25 đô. 12 đô. 25 đô.
Đéo được 1 đô. Đéo được 1 đô. Đéo được 1 đô. Đéo được 1 đô. No. Sao lại 12 đô? Mày 152 bom lần mà. Alo. Ủa là sao? Ủa? Mẹ nó nổ 152 bom mà 12 đô, 25 đô. Quả đó mà nó nổ theo như lúc này là phải 2000 mấy đô đấy. Đùa. Đéo hiểu luôn thề. Quay nốt 6 lần auto pin này là dừng nhá. Đéo chơi, đéo bao giờ chơi nữa. Đéo, đéo và đéo bao giờ chơi nó nữa nhá. Cơ hội cuối cho mày đổi đoạt lại đường pin của tao này. Ba bên cao. Ba bên cao. Đấy rồi, cơ hội cuối cho mày gỡ gạt lại niềm tin của tao này. 25 đô. 15 đô. Ủa 152 bom nữa mà sao thế? 152 bom này. 3 bom. Mày đã mất cơ hội lòng tin của tao. Mày đã mất. Mày sẽ không bao giờ lấy lại được cơ hội từ lòng tin của tao nữa. Hết. Mày sẽ không bao giờ có cơ hội. Mày sẽ không bao giờ nhìn thấy tao chơi trò này nữa. Cho mày cơ hội cuối để gỡ gạt này. Cho mày cơ hội cuối. Hai viên kẹo. Viên kẹo thứ ba đâu? Viên kẹo thứ ba đâu? Đéo có luôn. Mày đã mất hết cơ hội. Tao về ngủ. Đéo chơi mày nữa. Con mày về nhà ngủ đi. Bố mày hơi bực rồi đấy. Đây làm gì đây? À bảo vệ ơi, đấm nó đi. Đấm nó đi bảo vệ ơi. Ôi dồi ôi, bác ơi cháu xin lỗi. Rất chi là nam tính chứ. Con mẹ nhà bác. Bác vào đấy. Bác vào đấy. Bác. À đủ mẹ. Ai à. Nè. 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 Chết mọa đi. Ôi ơi chết mẹ lở tay. Tay các bạn ạ, lửa tay, lửa tay, lửa tay. Lắp quả 499 độ không? Nhà hàng 99 đô chứ đi. Cái nào được nhỉ? Hôm nay ngày bao nhiêu? Hôm nay ngày 3 tháng 6, hàng thứ 3, con thứ 6. Cái này. 110 đô. Về vốn. Cái nào được nhỉ? Hàng thứ 3, con số 6. Đây. 250 đô lỗ con mẹ nó luôn. Thôi dẹp 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 dẹp. Trò này đéo chơi được. Trò này đéo chơi được. Mình nên mở rộng quán net. Đầu tư những cái máy VIP. Hợp lý đúng không? À không, mình nên trang trí bàn tay của mình lên một chút. 510 đô. Đắt tiền nhất luôn. Trời mẹ à đê. Mình là người có tàn mà. Em chị. Mình có đôi găng tay này các bạn thấy không? Trời. Mở rộng quán net nào. 1.300 đô, mở luôn 1.107, đéo đủ tiền luôn. Yes sir, mình vừa mở rộng quán net. Mình nghĩ là nên sơn lại bờ tường mới. Vì trong clip trước khi các bạn kêu mình sơn tường nhìn như cứt thì rất là bức xúc, thì rất là khó chịu. Cho nên là mình quyết định là sơn tường như cứt luôn cho các bạn xem cho nó như cứt. Rồi. Uầy. Quán net to thực sự. Phòng vệ sinh. Nhà vệ sinh. Toilet. Sao mình không tự nhìn vẻ đẹp trai của mình trong gương được nhỉ? Mẹ mày mới mở phòng vệ sinh thằng nào đấm bể mẹ cái gương rồi? Nào đây? Con thấy bố rồi. Con thấy bố mở cái quán net ra, thằng con thấy bố mình là một thằng doanh nhân thành đạt, một người giàu có nhất cái khu này. Nó đã thông suốt, nó đéo làm ăn xin nữa. Nó đã về nhà với bố nó rồi. Bây giờ mình thấy mình là một người đàn ông chín chắn, một trụ cột trong gia đình. Con vợ mình về chưa? Con vợ mình cũng đã về. Vợ con đã yêu quý mình. Vợ con đã về với mình. Hai mẹ con ở nhà nhá. Thức ăn đầy đủ. Mình nên thuê thêm em gái hầu à? Đầu bếp. Đâu em gái hầu là em nào đó?
Ui. Nhức thật sự. Bưng cái đĩa. À thế là thằng này sẽ nấu ăn và em gái hầu sẽ bưng đồ ăn ra. Được quá nhờ. Nó kêu đập cửa. Đẹp mẹ mày thề. Con nét VIP và sang chảnh như thế này là còn cúp điện. Có thằng trả tiền này. Ô ăn hắt cơ lỏ à. Có thể để nhận tiền ăn hắt cơ lỏ cả. Em xin nhá. Ăn hắt cơ lỏ nhá. Em xin. Cô ăn hắt cơ lỏ like à. Lại con đi đi à. Ui. Ơ kìa sao lại đẩy em ra. Alo. Ôi ỉa nhắn thế. Ôi mẹ đéo rồi nước luôn. Cái đẹp mẹ về. Bẩn vãi bều. Cái này chắc là nâng cấp cho sau này. Cái này là gì này. Ui có cả loa nghe nhạc luôn này. Hình như là mình vừa mua được cái quả loa nghe nhạc thì phải. Đâu để con. Ui cửa chưa tự động này. Xịn vai. À vừa rồi hả? Mình đang có 3.500 đô rồi này. 3.000 đô nữa thôi là mình mở rộng được thêm phát cuối cùng của quán net. Mình đã trở thành một phú ông thực sự. Ui to thế nhở. Này các bạn ơi, bây giờ mình nghĩ là cái lầu 1 ấy thì mình nên để full máy xe. Lầu 2 là phòng VIP. Mình sẽ build những cái dàn PC khủng nhất mọi thời đại đặt hết ở trên lầu 2. Hợp lý không? Còn lầu 1 này thì mình cứ để full máy xe đi. Ok chưa? Ok anh. Mày ngắn thở à? Hả? Gắn chết khát mắt không? Không nên gắn người. Lần này em tha nhá. Một vấn đề rất là nan giải. Khó nhờ. Để mẹ thế này đi không? Hai người nó đứng chung này. Mẹ nó hết cắt. Cái dậy là dừng luôn. Đéo chơi nữa. Các bạn đã xem nhớ like cho video, đăng ký đi nếu như chưa đăng ký, bật nút chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Bye bye.